Hi, chào các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Hãy gửi video này cho những người không tin vào Bi. Có lẽ chúng ta đã đi một chặng đường dài với Bi Network từ những ngày Bi thành lập. Có thể bạn là một, cũng có thể bạn chỉ mới là người mới tham gia vào Bi cách đây vài tháng. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng mình đã thực sự hiểu hết về Bi Network? Tại sao Bi lại lựa chọn là đồng tiền mã hóa được khai thác miễn phí và không tiêu tốn năng lượng? Mặc dù vào thời điểm Bi được thành lập, thì khi nhắc đến tiền mã hóa, nó phải được khai thác bằng cách tính toán phức tạp. Hãy cho mình ít nhất một cơ hội để lắng nghe những điều sắp tới đây, vì cũng như Bi, việc nghe là miễn phí. Cái từ miễn phí nghe có vẻ không mắc gì, nhưng nó đã trở thành công thức thành công của rất nhiều công ty vĩ đại trên thế giới này. Trong tất cả các công ty, tập đoàn đã thành công trước đây, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó chính là số lượng người dùng. Dự án nào sở hữu số lượng người dùng khủng sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. Đó đã là câu chuyện thành công của Yahoo trong kỷ nguyên Internet, hay đó cũng chính là câu chuyện của Google và Facebook ngày nay. Lúc đó, Google đã không thu bất kỳ một khoản phí nào của người dùng. Bất kỳ ai cũng có thể lên Google và tìm kiếm những thông tin mà mình muốn một cách miễn phí. Và tất nhiên, Google đã ngang nhiên trở thành công ty số 1 trên thế giới. Hãy nói đến Facebook. Facebook không thu bất kỳ một khoản phí nào của người dùng. Facebook là quốc gia có hơn 1 tỷ người dùng, nhưng lại không sở hữu bất kỳ một mảnh đất nào. Hay Uber, kỳ lân của thế giới, ứng dụng gọi xe lớn nhất thế giới, lại không sở hữu bất kỳ một chiếc xe nào. Đây là kỷ nguyên của sự miễn phí. Hay nói đúng hơn, đều có cùng một cách bắt đầu, đó là miễn phí. Bởi vì miễn phí giúp tiếp cận nhiều người dùng hơn. Và từ số lượng người dùng tham gia đồ sộ, họ sẽ bắt đầu xây dựng nên đế chế của riêng mình. Và thật thông minh khi Bi cũng sử dụng chung một công thức đó, đó là sự miễn phí. Điều này đi ngược lại với tiến trình blockchain 1.0, khi nó lấy người dùng làm trung tâm. Sự miễn phí cuối cùng chỉ đơn giản là để tiếp cận nhiều người dùng hơn. Bất kỳ công ty nào muốn trở thành người khổng lồ đều phải đứng trên vai của nhiều người khác. Nhưng tất nhiên, không phải bất kỳ công ty nào sử dụng miễn phí cũng thành công. Miễn phí chỉ là bước đầu để lan tỏa đến cho nhiều người biết. Nó chỉ là cánh cổng được mở ra để cho người khác có cơ hội bước vào. Và quan trọng là khi người bước vào rồi, họ có muốn ở lại hay không. Điều đó dẫn đến tiền đề thứ hai. Ngoài nó là một dự án miễn phí, nó còn phải là một dự án tốt. Vậy như thế nào? Không có công thức thành công nào dành cho tất cả, và cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào cho điều này. Nhưng như đã nói ở trên, một dự án tốt thì cái cốt lõi phải được xây dựng tốt để phù hợp và cần thiết với thời đại. Cuối cùng, nó phải được duy trì tốt trong tương lai. Hay nói nôm na ra, đó chính là giá trị. Bởi vì ngay cả một quán vỉa hè, chỉ cần đồ ăn ngon, vẫn sẽ có nhiều người đến ăn. Để đưa một loại tiền mã hóa trở nên phổ biến rộng rãi, được mọi người chấp thuận, nó phải có các đặc điểm như sau. Thứ nhất là phải nhiều người dùng. Thứ hai là tốc độ thanh toán phải nhanh. Và thứ ba, tính phổ biến rộng. Trước hết, tính đến ngày hôm nay, Bi đã có hơn 25 triệu người dùng trên toàn thế giới, và trung bình mỗi tháng sẽ có hơn 1 triệu người dùng khác tham gia vào mạng Bi. Và theo kết quả của giai đoạn kiểm tra tốc độ thanh toán thử nghiệm, Bi thực sự có thể hoàn thành giao dịch trong vòng 8 giây. Và điều này cho thấy khả năng trong cuộc sống thực. Như chúng ta đã biết, Bitcoin phải mất từ 30 đến 120 phút vào thời gian cao điểm để có thể hoàn thành một giao dịch.
Và tất nhiên, tốc độ này không đáp nhu cầu thanh toán tiền tệ. Do đó, khi xem xét tất cả những điều này, BNB có khả năng trở thành một loại tiền mã hóa đi đầu trong blockchain với tính năng ưu việt và lượng người dùng đồ sộ. Tất nhiên, không thể không kể đến hàng loạt ứng dụng giúp BNB làm nền tảng để phát triển và hình thành một hệ sinh thái bền vững và có ích cho tương lai. Nói về BNB Network là một loại đồng tiền mã hóa, BNB đang lướt trong làn sóng của sự tự do tiền tệ và tài chính thế giới. Khi mà tiền giấy ngày càng mất giá vì lạm phát và dễ dàng bị ảnh hưởng. Đỉnh điểm là dịch Covid-19 càng thấy rõ yếu điểm của tiền mặt. Đó là chưa kể đến việc mong muốn của mỗi con người từ cổ chí kim cho đến thời điểm hiện tại là tự do. Nước Mỹ được nhiều người yêu mến và giàu có vì đó là một quốc gia tự do, nơi mà cờ tổ quốc có thể đem ra làm quân xịp. Tiền mặt suy cho cùng là được in ấn ở chính phủ, được kiểm soát từ chính phủ, nhưng tiền mã hóa thì khác. Những đồng tiền này là được do chính bạn làm ra, là của bạn ngay từ đầu, nơi mà ngay cả người nông dân không có nhiều quyền lợi trong xã hội cũng có thể tự tay sở hữu đồng tiền của riêng mình. Xu hướng cuối cùng của thế giới là trở thành một thế giới chung, nơi mà không có bất kỳ một quyền lực nào đứng trên, mọi người đều ngang hàng với nhau. Và đó cũng là xu hướng của tiền mã hóa. Vì thế, tiền mã hóa chính là tương lai của thế giới. Và Bi đang mang một nhiệm vụ rất lớn lao về sự giải phóng tiền tệ, về sự tự do trong thời đại mà sự ồ ạt của các đồng tiền mã hóa ra đời. Chất lượng có, mà vô lượng cũng có. Có thể nói, Bi nổi lên khi trở thành đồng tiền. Bi nổi lên trở thành đồng tiền có lượng người sử dụng khủng trên thế giới, được trao đổi đồng thuận, được hỗ trợ, ủng hộ từ rất nhiều nơi trên thế giới, từ cá nhân cho đến các doanh nghiệp. Nhiều website, doanh nghiệp được thành lập chấp nhận thanh toán cho Bi, ngay cả trước khi Bi mainnet, hay có thể nói, ngay cả trước khi Bi có giá trị thực sự. Bây giờ, giá của Bi là bằng không. Nhưng có nhiều người sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền của mình ra để trao đổi Bi. Dù có nguy cơ họ sẽ mất trắng nếu Bi thất bại. Đó là một sự tin tưởng mà không phải bất kỳ một đồng tiền nào cũng làm được. Ngoài ra, trên các kênh mạng xã hội như Instagram, YouTube hay Twitter, Bi ngang nhiên vượt qua các ông lớn như Bitcoin hay Ethereum, trở thành đồng tiền mã hóa được yêu thích nhất gần như trên tất cả mạng xã hội chỉ trong vòng chưa tới 2 năm. Và ngưỡng khai thác của Bi dường như rất thấp, miễn là bạn có điện thoại di động là bạn có thể khai thác, không quan trọng bạn là ai, miễn bạn là người biết xài điện thoại di động. 10 năm trước, máy tính trở nên phổ biến. Nó phổ biến hơn cả điện thoại di động. Ai cũng muốn có cho mình một chiếc máy tính. Nhưng bây giờ, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại, được tích hợp và đảm nhiệm luôn công việc của máy tính. Điện thoại trở thành thiết bị điện tử phổ biến nhất trên thế giới. Ý định ban đầu của Bitcoin là được thiết kế để trao quyền cho những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, là việc tạo ra thứ gì đó có giá trị trong tay của người dân mà không phân biệt ranh giới, quốc tịch, màu da và không bị chính phủ kiểm soát. Và hãy cùng nhìn lại những gì mà Bitcoin đã làm được. Khi Bitcoin xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009, giá của mỗi Bitcoin còn chưa đến 1 cent và nó không được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Bạn có biết giá lên sàn của Bitcoin chỉ vỏn vẹn 0,00076 đô la. Giá trị này được tính theo giá điện mà 1 đô la tiền điện tiêu thụ sẽ tạo ra bao nhiêu Bitcoin. Và con số họ tính được là 1 đô la tiền điện tiêu thụ sẽ đào được 1.309 Bitcoin ở đó. Nghe có vẻ ngay từ đầu
Bitcoin là một thứ gì đó vô giá trị. Nhưng tại thời điểm đó, nhiều người đã sẵn sàng bỏ tiền ra để mua Bitcoin và giúp nó trở nên có thể kể đến những sự đóng góp của FinMoney, người đã âm thầm xây dựng các trang web, diễn đàn và tạo nội dung cho Bitcoin để quảng bá Bitcoin ra toàn thế giới. Ông đã sử dụng thời gian rảnh của mình để học mã và liên tục viết lại và cải thiện mã của Bitcoin. Mandy đã tạo điều kiện cho giao dịch Bitcoin đầu tiên trên diễn đàn, giúp cho người dùng trao đổi 5.050 Bitcoin với giá 5,02 đô la. Hay Lazarus Hanzet, với tư cách là một lập trình viên, anh ta đã tự động viết một chương trình đang chạy về Bitcoin và phát minh ra việc sử dụng CPU để khai thác Bitcoin và để xác nhận rằng Bitcoin có thể được lưu hành. Anh ta đã tham gia vào diễn đàn vào năm 2010 và nói rằng tôi sẽ trả 10.000 Bitcoin cho một vài chiếc bánh pizza. Đã có một người nhận lời đề nghị và gửi pizza đến nhà anh ta. Khi đó, 10.000 Bitcoin trị giá khoảng 40 đô la vào thời điểm đó. Và nhiều người nghĩ rằng Bitcoin thật không có giá trị, thật không có chút giá trị nào. Hay là Mihin, một kỹ sư của Google, tập trung vào bảo mật tài khoản và sau đó vì niềm tin vào Bitcoin, anh đã từ chức như một kỹ sư của Google và thành lập một nhóm Telegram cho Bitcoin. Còn rất nhiều người đã sẵn sàng đứng ra tin tưởng về Bitcoin trong những ngày đầu. Nhờ những người này sẵn sàng đứng về phía Bitcoin như vậy, nên Bitcoin mới có thể có được sự đồng thuận ngày càng lớn. Và đó cũng là tiền đề cho sự tồn tại của Bitcoin ngày nay. Không có ai đứng đầu Bitcoin, kể cả người sáng lập nó. Tất cả mọi người. Và nhiệm vụ của Bi là trở thành một đồng tiền mã hóa cho tất cả mọi người, mà không phân biệt giai cấp hay quyền lợi. Hầu hết, đa số chúng ta đều là người bình thường trong xã hội này. Cũng có thể bạn là người nghèo hay là người yếu thế, như trong thiết kế ban đầu của Bitcoin. Và trong sách trắng của Bi Network cho thấy tiền đề của sự công bằng, bình đẳng và tự do, nơi không giai cấp, không ranh giới, không sắc tộc và không phân biệt đối xử. Và Bi đã làm được điều đó. Không có ranh giới nào với người dùng Bi. Dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới này, bạn đều có thể tham gia vào tiến trình đúc tiền Bi mà không cần phải vượt qua những bức tường của biên giới. Bi đã kết nối con người trên toàn cầu lại với nhau, với chung một nhiệm vụ, chung một sứ mệnh. Và hơn 175 quốc gia trên thế giới này đã tham gia vào tiến trình không phân biệt chủng tộc, bất kể bạn thuộc chủng tộc hay màu da nào. Chỉ cần một chiếc điện thoại di động, bạn có thể trở thành người tiên phong của Bi. Hãy nhớ rằng Đại học Stanford đã sinh ra kỳ lân lớn nhất trong kỷ nguyên Internet, đó là Google. Larry Page, một trong hai người sáng lập ra Google, đã từng học tại Stanford. Và giờ đây, B-Network được tạo ra từ những người thầy trong Stanford. B-Network được thành lập vào khoảng tháng 6 năm 2018. Trước khi phát triển dự án, tiến sĩ Nicholas đã nói trong đoạn cuối của hồ sơ trong ba người sáng lập rằng đây là 100% công sức và tâm huyết của cuộc đời ông. Ông dành trọn tình yêu và cống hiến cho Bi Network. Do đó, toàn bộ kiến thức được tích lũy và toàn bộ tinh hoa từ ngôi trường bậc nhất thế giới này, hay thậm chí cả những thử nghiệm đầu tiên đã có từ 18 năm trước, đều được tiến sĩ Nicholas và đội ngũ của mình đem vào Bi. Hãy nhớ rằng tiến sĩ Nicholas đã giảng dạy một môn học thiết kế về ứng dụng blockchain trong hơn 8 năm. Và Đại học Stanford cũng là một trong những ngôi trường đầu tiên giảng dạy về blockchain. Vì vậy, đây là một dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng, một dự án hoàn chỉnh với kế hoạch chung và dài hạn. Ngoài ra, trước đó Nicholas còn là giám đốc công nghệ của StarX, một công ty tăng tốc và hỗ trợ khởi nghiệp phi lợi nhuận nổi tiếng trên toàn thế giới. StarX
đã hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp và nhiều trong số đó đã phát triển mạnh mẽ. Khi có team, dường như có thu nhập bằng không, họ liên tục đầu tư tiền bạc, thời gian, trí tuệ và công sức của mình vào B-Network. B-Network là một dự án miễn phí, điện thoại di động được sử dụng để tham gia vào B, và B được phân phối thông qua hình thức khai thác, trả thưởng và sau đó mới đến Manage. Ngoài ra, máy tính có thể tham gia vào mạng Binance một cách dễ dàng. Và đây là sự thông minh của Bitcoin. Vì so với mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin, Binance là một cải tiến lớn trong việc bảo vệ môi trường và xu hướng của tương lai là nền công nghiệp sạch. Đó cũng chính là lý do mà mẫu xe Tesla của Elon Musk trở nên ngày càng phổ biến, biến Elon Musk từ một kẻ nợ nần hơn 800 triệu đô trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. B xuất hiện vào thời điểm không thể chính xác hơn. Người ta nói một huyền thoại phải được sinh ra vào đúng thời điểm, chứ không phải thung lũng Silicon, có lẽ ông đã không trở nên giàu có và vĩ đại như bây giờ. Thời gian B ra đời cũng có thể được coi là một câu chuyện, được sinh ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Câu chuyện của Bi là câu chuyện về sự đồng thuận trên toàn thế giới, nơi mà chúng ta đã quá quen thuộc với biểu tượng toán học Bi. Do đó, không phải là không có lý do để nói rằng Bi chính là cơ hội tiếp theo để dẫn đầu trong ngành blockchain. Ai cũng sẽ già đi và mọi thứ sẽ trở nên lỗi thời và sẽ bị loại bỏ, thay thế bằng những xu hướng mới. Bitcoin hiện nay vẫn là vua của các loại tiền, nhưng trong tương lai thì chưa chắc. Mã Bitcoin không hoàn toàn được hoàn thành bởi một mình Satoshi Nakamoto. Ông chỉ là người đầu tiên đưa ý tưởng này vào thực tế. Còn có rất nhiều nhà phát triển Bitcoin ban đầu và thậm chí nhiều tin tặc đam mê về Internet đã tham gia vào tiến trình đóng góp mã. Bitcoin được phát triển như ngày hôm nay là từ nhiều người. Và B được tạo ra vì sự bình đẳng và tự do mà lịch sử nhiều thế hệ nối tiếp đã chiến đấu để giành được. Hôm nay, tự do không có nghĩa là phải tháo bỏ xiềng xích ở một chế độ phong kiến. Thời kỳ đó đã qua đi. Ngày nay, tự do và bình đẳng là bạn có quyền tự quyết trong chính những gì mà mình làm ra. B đã cho chúng ta một cơ hội để tự tay sở hữu đồng tiền do chính mình làm ra, không phụ thuộc vào tầng lớp cầm quyền. B sẽ thực sự tạo ra được điều to lớn như những gì đã nói trong tuyên bố ở sách trắng về tầm nhìn và sứ mệnh. Giờ nhiệm vụ đó không chỉ của riêng đội ngũ Bitcoin Team, mà còn là ở mỗi người chúng ta, những người đang tham gia vào B-Network để thay đổi tiến trình lịch sử tiền tệ thế giới. Chúng ta hiện nay đang có hơn 25 triệu người khai thác tích cực mỗi ngày, cùng ngồi trên một con tàu để đi ra biển lớn và bay lên mặt trăng. Bạn có nghĩ rằng thế hệ tiếp theo của blockchain, của tiền tệ thế giới, của lịch sử loài người sẽ là B-Network hay không? Và bạn có muốn mình trở thành một phần cho sự đóng góp vĩ đại trong lịch sử loài người, viết nên những trang sử cho con cháu chúng ta mà khi nhìn lại họ phải gật gù với những gì mà ông cha mình đã làm được? Bạn có muốn là một phần của nó hay không? Câu trả lời nằm ở bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.